các bạn hãy đốt một ngọn nến vào giờ ngọ. Giờ ngọ tóm lại là giữa trưa đấy, giữa 12 giờ trưa ấy, thì các bạn hãy đốt một con nến đó, nó sẽ tăng cường cái dương khí lên rất mạnh, vì giờ ngọ là giờ cực dương, ngày ngọ là ngày cực dương. Bây giờ đây ấy, thì sẽ là cái đấu pháp mà để giúp tăng cái dương khí cũng như là hút tài lộc đắc bình an cho căn nhà. Thì theo như thầy Phương đã chia sẻ thì để mà có thể mà tăng được dương khí hút tài lộc cho bình an cho ngôi nhà của bạn thì các bạn phải đảm bảo được ba cái yếu tố. Thứ nhất là thiên địa nhân hợp nhất. Thì sau đây thì thầy có thể chia sẻ cho em về đi sâu về ba cái yếu tố này để cho quý gia chủ cũng như quý anh chị biết được không ạ? Tôi sẽ chỉ xin gửi tới các bạn tất cả những cái kiến thức để chúng ta có thể tăng cường sinh khí và tăng cường dương khí cho cái tháng 7 này của chúng ta. Đầu tiên đấy, nhắc tới cái việc mà tăng cường sinh khí, tăng cường dương khí hay là nói về phong thủy nhà nói chung ấy, thì các bạn nhớ một điều giúp tôi đó là dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì chúng ta hãy chú ý tới hai phần. Một là tăng cường sinh khí, hai là tăng cường ánh sáng. Tăng cường sinh khí nghĩa là chúng ta có thể nuôi thêm các con vật, chúng ta có thể trồng thêm các loại cây, chúng ta có thể là cho thêm những tiếng động như là tiếng chuông hay gì đó. Và thứ hai là chúng ta phải tăng cường ánh sáng lên cho căn nhà chúng ta. Trước hết là như thế, trong cái tháng 7 này, dù bất kỳ một nhà có hướng nào đi chăng nữa, các bạn nhà hướng nào đi chăng nữa, các bạn nhà là ở khu vực nào đi chăng nữa, các bạn có thể làm hai việc này sẽ thay đổi được cái sinh khí trong nhà. Một là tăng cường ánh sáng, hai là nuôi các con vật, trồng các loại cây. Và đối với cả cái một cái công cuộc mà chuyển biến hoàn toàn thì chúng ta sẽ không thể tạo ra được những cái vận trình tốt nếu như chúng ta không làm triệt để. Các bạn hiểu không ạ? Nên là cái công việc làm triệt để này thì sẽ cần phải cải thiện về thiên, cải thiện về địa và cải thiện về nhân. Đầu tiên là về thiên. Thiên có nghĩa là khoảng thời gian đấy. Nói về thiên là nói về thời gian, yếu tố thiên nghĩa yếu tố thời gian. Đối với các công việc trong tháng 7 này như là sửa nhà này, động thổ này, nhập trạch này, hay các công việc trọng đại khác, ví dụ như là tân gia này, làm lễ thôi nôi này, đầy tháng này, hay là cưới xin này, ma chay này, hiếu hỉ này, thì các bạn nên chọn những ngày giờ cát lành phù hợp để có thể tiến hành dụng sự. Bên cạnh cái việc là chúng ta cẩn thận trong mọi việc ấy, thì chúng ta quan trọng nhất là phải chọn được cái thời khắc tốt. Thế thì mỗi một ngày phong thủy Phùng Gia sẽ lên một cái bản tin gọi là bản tin vận số, và sẽ lên một cái bản tin nữa gọi là tử vi của 12 con giáp và một cái lịch của nội nhật trong ngày đó. Thì trong mỗi một ngày đó nó sẽ có các cái thông tin là chúng ta sẽ phải là nói riêng về thiên nhé. Thì các bạn sẽ chọn thời gian nào để mà làm những việc tốt này, làm những việc đại sự này. Thứ hai là chúng ta sẽ xuất hành vào giờ nào này, và chúng ta sẽ xuất hành vào hướng nào này. Đó là những cái yếu tố về thiên chúng ta hãy cùng chú ý. Và ngoài ra thì sẽ có một cái vật phẩm mà các bạn có thể dùng trong cái tháng 7 này, ngày nào các bạn đốt cũng được, thì đó chính là phong long phù của Phùng Gia. Để những bạn trợ lý của tôi hãy show lên cái hình ảnh phong long phù của Phùng Gia. Phong long phù là gì? Ở đây tôi biết là nhiều bạn có cái thói quen là cứ khi gặp một cái vận xui nào đó thì các bạn hay làm gì ạ? Khi các bạn gặp vận xui thì các bạn hay đốt vía. Các bạn hay đốt vía, và những bạn ở trong miền Nam hay gọi là hay đốt phong long ấy. Các bạn kỹ thuật có thể show cho tôi hình ảnh đó không ạ? Cái hình ảnh, nếu mà các bạn hay có thói quen như vậy thì các bạn cân nhắc cái việc là đốt phong long phù nhé, và thỉnh phong long phù của Phùng Gia, và chúng ta sẽ đốt hàng ngày đi. Thay vì cái việc mà chúng ta xé cái giấy báo ra để mà đốt, thì phong long phù của Phùng Gia được thiết kế để mà
có những cái câu chú, có những cái lời kệ ở trong đó để mà tạo ra những cái vận trình. Các bạn có thể là đốt ở trước cái bàn thờ giống như cái hình minh họa đây, hoặc là các bạn có thể là bất kỳ một khi nào các bạn thấy không may mắn thì các bạn hãy đốt và các bạn bước qua, hoặc là bước ở những cái khu vực mà xấu trong nhà chúng ta. Khu vực xấu ví dụ như là khu vực mà vừa có những người mà chúng ta ghét chẳng hạn đang ngồi ở khu vực đấy mà họ đi về chẳng hạn, thì chúng ta có thể đốt phong long, đại loại là như vậy. Và đó là yếu tố thiên. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp về yếu tố địa, và Song Vũ có thể giúp tôi giải thích như thế nào là địa khí trong thực tế được không, một cách ngắn gọn. Vâng, địa khí ở đây, địa khí chính là cái nơi mà chúng ta ở, và cụ thể hơn là căn nhà của chúng ta đang ở. Nếu mà muốn bổ trợ cái yếu tố địa khí thì chúng ta có thể bổ trợ cái khu vực chúng ta đang ở như căn nhà, thì chúng ta có thể làm lại cái phong thủy của căn nhà, kiểm tra lại cái phong thủy căn nhà của mình có thế phạm nó hay không, và cũng có thể từ đó mà đưa ra những cái đấu pháp để xử lý, cũng như là kích hoạt tài lộc, đưa đến những cái đấu pháp mà giúp cho gia chủ vượt qua những giai đoạn khó khăn này hiện tại. Còn thiếu một cái ý nhỏ nữa thôi, đó là chúng ta cứ hiểu nôm na địa khí chính là tất cả những cái gì liên quan tới môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chúng ta, không chỉ là ngôi nhà mà còn cả những cái hình thế xung quanh ngôi nhà nữa. Những cái hình thế xung quanh ngôi nhà đó nó sẽ ảnh hưởng tới ngôi nhà của chúng ta, và từ đó sẽ ảnh hưởng tới cái nhân khí, có nghĩa là cái mệnh khí của chúng ta, cái vận mệnh của chúng ta đấy. Và tiếp theo là tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về cái yếu tố địa này. Thì bây giờ các bạn trợ lý này có chuẩn bị ở đây rồi. Tôi muốn chia sẻ với các bạn là đây chính là cái hình ảnh của phi tinh nguyệt vận vào năm 2021. Phi tinh nguyệt vận là gì? Tóm lại các bạn không cần phải hiểu. Cái cách thay đổi vận mệnh của tôi là các bạn không cần phải hiểu. Đã tin cái người thầy chia sẻ phong thủy với các bạn rồi thì tóm lại là nói gì làm đấy thôi. Cũng không cần thiết các bạn phải hiểu phi tinh, tinh bàn huyền không làm cái gì. Các bạn không cần hiểu ngũ hoàng là gì, tam sát là gì, tuế phá là gì, thái tuế là gì cả. Đúng không nào? Các bạn không cần phải hiểu. Tóm lại là từ cái đồ hình này tôi sẽ dễ dàng để chỉ cho các bạn hơn là các bạn cần phải làm những gì này. Để các bạn cứ lưu lại. Còn tất nhiên là những bạn mà đã hiểu thì càng tốt. Để mà tăng cường sinh khí cho ngôi nhà của chúng ta thì vào giờ ngọ của ngày ngọ trong tháng 7 âm này. Giờ ngọ của ngày ngọ trong tháng 7 âm này thì có nghĩa là từ 11 giờ cho đến 12 giờ 59 của ngày 14 tháng 8 dương. Ngày 14 tháng 8 dương này. Và trong khung giờ ngọ này thì các bạn hãy làm những cái việc sau. Đầu tiên là các bạn thắp đèn ở khu vực phía nam của ngôi nhà chúng ta, hoặc là phía đông bắc, nam, đông bắc, tây nam và nam. Nam, khu vực phía nam nhé, phía đông bắc nhé, phía tây nam nhé, và phía nam. Các bạn hãy đốt một ngọn nến vào giờ ngọ. Giờ ngọ tóm lại là giữa trưa đấy, giữa 12 giờ trưa ấy. Thì các bạn hãy đốt một con nến đó, nó sẽ tăng cường cái dương khí lên rất mạnh. Vì giờ ngọ là giờ cực dương, ngày ngọ là ngày cực dương. Và đốt một ngọn nến ở cái phía nam của chúng ta cũng là phía cực nam, cực dương của ngôi nhà. Để tóm lại là bốn cái thái cực đó nó sẽ kết hợp với nhau, nó tạo cho cái sinh khí của nhà các bạn lên cao, rất là cao. Tiếp theo là tăng sinh khí nữa là chúng ta sẽ nuôi sinh vật nuôi thì chúng ta hãy tốt nhất là nuôi chó, vì chó thì mang nhiều cái sinh khí cho chúng ta. Chó thì mang nhiều sinh khí. Các bạn đừng có nuôi chăn, nuôi thằn lằn Nam Mỹ, mấy cái con đấy nó không thêm sinh khí đâu các bạn ạ. Rồi, và tiếp theo nó là trồng cây, thì tôi sẽ chia sẻ lại các bạn. Các bạn có thể để ngang được không nhỉ? Để ngang ra thì nhìn nó dễ hơn đấy. Này nhìn hơi nhỏ. Thôi các bạn zoom vào cho tôi đi. Để tôi đọc đến đâu thì các bạn zoom vào cho tôi nhé. Đó. Thì các bạn trợ lý của tôi đang zoom cái hình vào, tôi sẽ đọc cho các bạn. Hoặc là những cái thông tin chi tiết ấy, thì sẽ chia sẻ trong cái fanpage là Phong Thủy Phùng Gia. Chia sẻ fanpage Phong Thủy Phùng Gia thì các bạn sẽ thấy chi tiết hơn. Thì mỗi một tuổi, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, thì 12 tuổi đó ấy, sẽ được show thông tin chi tiết ở trên fanpage Phong Thủy Phùng Gia. Và bây giờ tôi sẽ nói về cây xanh này. Tại vì sao cây xanh này mang dương khí này?
thì các bạn cần phải lưu ý, nếu mà trồng cây chúng ta sẽ phải chú ý một vài những cái điều sau này. Thứ nhất là ở cái khu vực trung cung, có nghĩa là cái khu vực trung điểm của nhà chúng ta, các bạn không trồng chậu cây to. Đầu tiên là như thế. Thứ hai nữa là khu vực phía tây bắc, có nghĩa là khu vực cung càn. Cung càn phía tây bắc thì vốn là mang hành kim, đúng không nào? Thì chúng ta cũng sẽ không trồng cây, không trồng cây to đấy. Còn mấy cái cây nhỏ nhỏ như kiểu cái chậu nhỏ bằng cái nắm tay này thì nó chẳng ảnh hưởng gì đến cái trường khí cả, không vấn đề gì. Cái thứ ba nữa là các bạn biết là cây xanh ấy nó liên quan đến cái khí mà chúng ta hít thở. Giờ rất là nhiều những cái nhà, rất là nhiều những cái chuyên gia, tôi cũng thấy một vài những chuyên gia chia sẻ rằng là buổi sáng chúng ta tập thể dục ở trong công viên thì là tốt, nhưng mà tôi nói lại là các bạn là đó là một trong những điều phản khoa học, vì buổi tối ấy, cây xanh nó không quang hợp. Một khi cây nó chỉ quang hợp lúc mà nó có ánh sáng thôi, còn buổi tối ấy, thì nó sẽ hút khí oxy, nên là buổi sáng mà chúng ta vào trong cái công viên ấy, lúc mà mặt trời nó chưa mọc ấy, thì rất là nhiều những cái khí thải của cây và nó sẽ không tốt tí nào. Cũng tương tự như vậy trong phòng ngủ chúng ta, tôi thấy rất là nhiều người muốn là phòng ngủ kiểu thiên nhiên ấy. các bạn làm một cái ban công sau đó đóng kín lại và nước chảy róc rách rồi cây xanh tùm, thì tôi chắc chắn rằng những người mà có những cái tiểu cảnh đó trong nhà thì sẽ lúc buổi tối ngủ sẽ rất là đau đầu, vì sao? Các bạn thiếu oxy mà. Khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta hấp thụ rất nhiều oxy. Khi mà chúng ta ngủ ấy, hơi thở chúng ta rất là đều đặn nên chúng ta hấp thụ rất là nhiều oxy. Chính vì vậy nên là những cái cây ở trong buổi tối nó sẽ hút oxy và nó sẽ làm cho các bạn rất là đau đầu. Rồi các bạn lại đổi cho phong thủy không tốt. Thì đúng là phong thủy không tốt còn gì nữa. Dùng cây xanh không đúng cách thì cũng là một cách là phong thủy sai mà, đúng không? Thế thì cái biện pháp tăng dương khí bằng cây xanh này ấy, thì các bạn trợ lý của tôi sẽ đăng lên trên fanpage Phong Thủy Tùng Gia trong một thời gian sớm. Tuy nhiên là tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng cái phương pháp này chính là trích đoạn ở trong cái cuốn Mật Pháp tháng 7. Kể cả những cái phi tinh nguyệt vận vừa rồi tôi nói về đề địa đấy thì cũng là trích đoạn ở trong này. Đó. Các cái tuổi này, trong này cũng đã có các cái tuổi. Thì quyển Mật Pháp này một lát nữa thì bạn Song Vũ giúp tôi là chia sẻ cái này cho các bạn sau. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục những cái kiến thức tiếp theo. Song Vũ giúp tôi, chúng ta sẽ tiếp tục những cái kiến thức tiếp theo này. Vâng, thì ngay như muốn bổ trợ cái địa khí ở trong nhà thì Phong Thủy Tùng Gia cũng đã đang nghiên cứu ra một cái bộ là Linh Cảnh Trận. Thì đang nghiên cứu mà đã nghiên cứu rất lâu và đã dùng từ rất là nhiều những gia chủ rồi. Vâng nào. Bộ Linh Cảnh Trận này thì các bạn trợ lý có thể giúp tôi show cái hình ảnh của bộ Linh Thạch Trận lên không ạ? Vâng, cái bộ Linh Thạch Trận này thì trong đó đã gồm 9 viên đá. 9 viên đá này là hội tụ đầy đủ linh khí của đất trời và được sắp xếp theo cái mật pháp riêng và để đạt được công năng tối ưu nhất trên từng cái thông tin của gia chủ cung cấp. Và những cái bộ mật pháp này đặc biệt là thiết kế riêng cho từng gia chủ một. Và cái ý nghĩa của bộ của Linh Thạch Trận này sẽ mang lại cho những gia chủ là những cái điều tốt lành, mang đến những cái may mắn cho gia chủ, thu hút được nguồn khí và tăng cái khả năng miễn dịch. Quý gia chủ và quý anh chị đang có mối quan tâm về cái bộ Linh Thạch Trận này thì có thể để lại bình luận là nhà cộng và số điện thoại để cho đội ngũ trợ lý có thể tương tác cũng như là hỗ trợ anh chị một cách nhanh nhất để có thể thỉnh bộ Linh Thạch Trận này về ạ. Vâng, tôi xin nhắc lại là anh chị và quý gia chủ hãy để lại bình luận là nhà kèm số điện thoại để được hỗ trợ. Vâng, và em xin mời thầy được chia sẻ tiếp tục và các đấu pháp tiếp theo về nhân khí. Vừa rồi tôi đã có chia sẻ với các bạn là về thiên khí và địa khí để mà thay đổi rồi, đúng không nào? Thì về cái địa khí thì tôi nhắc lại là chúng ta sẽ có một bộ Linh Thạch Trận như thế này. Ở trên hình ảnh đây show lên là những cái viên đá thô ở trong bộ Linh Thạch Trận đó. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về nhân khí. Thế thì nhân khí của chúng ta, nói đến phần nhân khí thì bây giờ chúng tôi mới nhắc đến là cái mật pháp Quỷ Nguyệt Bình An này, hay còn gọi là mật pháp tháng 7 này. Thì trong này như tất cả những cái điều tôi vừa chia sẻ với các bạn từ đầu livestream mà đến bây giờ ấy, thì chắc đâu đó nó khoảng 20%, mới chỉ được 20% tất cả những cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở trong này. Vì ở trong này nó còn
cụ thể đến từng ngày nữa, mùng 1 phải làm gì, mùng 2 làm gì, mùng 3 làm gì, cho đến hết ngày 30 làm gì. Và trước cái ngày rằm của tháng 6 ấy, chúng ta đã phải chuẩn bị những công tác rồi, trong này sẽ có hướng dẫn hết. Thì nếu như các bạn muốn thay đổi toàn diện cái vận mệnh của mình thì các bạn thỉnh mật pháp bình an này là sẽ toàn diện nhất. Được. Thì Song Vũ có thể giúp tôi nói cụ thể hơn được. Vâng, và với trong cái tháng 7 âm này là một cái tháng rất là vượng về âm khí, chúng ta có thể đi lại hay là làm việc cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Thì chúng ta hãy sử dụng cái bộ mật pháp tháng 7 này, Quỷ Nguyệt Bình An này. Đây là một bộ mật pháp thầy Phương đã thiết kế cho riêng từng cá nhân có thể cải vận trong 30 ngày của tháng 7 âm này, giúp các bạn có thể suôn sẻ trong các công việc cũng như là các dự định của mình. Thì các bạn có thể truy cập vào trang web là mậtpháp.vn để được hỗ trợ cũng như là được chi tiết hơn về cái bộ mật pháp này. Thì các bạn trợ lý có thể ghi cho tôi cái bình luận ở phía dưới được không? Tôi xin nhắc lại là các bạn hãy tham gia vào trang web là mậtpháp.vn. Thì trong đó thì các bạn sẽ thỉnh cái bộ mật pháp Quỷ Nguyệt Bình An này để giúp các bạn có thể thuận lợi công việc trong 30 ngày tới của tháng 7 âm lịch, giúp các bạn có thể suôn sẻ những cái công việc, những dự định của mình. Tiếp theo, những cái điều cấm kỵ của tháng 7 âm thì rất là nhiều quý vị cũng như là quý anh chị đang quan tâm, thì em xin thầy Phương sẽ chia sẻ với quý gia chủ cũng như quý anh chị về những cái điều cấm kỵ trong tháng 7 âm, cần và nên tránh những điều gì, thì thầy có thể giúp em chia sẻ cho quý gia chủ được biết không ạ? Trong cái tháng 7 âm này thì để mà nói những ngày thường của chúng ta ấy, những ngày thường mà chúng ta đã phải kiêng kỵ rất là nhiều rồi, đúng không nào? Đối với cả những bạn mà tín ấy, bạn tín thì ngày thường chúng ta đã phải kiêng kỵ rất là nhiều rồi, chứ chưa nói đến là tháng 7 chúng ta còn phải kiêng kỵ cả tháng cơ. Và chúng ta phải kiêng kỵ những cái điều gì? Thì đây tôi chỉ nói về kiêng kỵ về phong thủy nhà thôi nhé. Thứ nhất là về cái việc chúng ta trong cái tháng 7 này sẽ có hai việc là chia làm hai, một là xây nhà và sửa nhà. Xây nhà là nói về cái những cái công việc và chuẩn bị cho nhà mới đấy. Thì xây nhà chúng ta, nếu như nhà mà đã có một cái căn nhà cũ ở đó ấy, thì trước khi mà xây chúng ta sẽ phải tiến hành làm sao? Hạ giải và phá nhà, đúng không nào? Và cái việc hạ giải và phá nhà này, và nếu như trong cái nhà cũ ấy, mà vẫn có ban thờ thì chúng ta sẽ phải làm một cái lễ và làm một cái gọi là công đoạn. Chúng ta sẽ có một cái công đoạn gọi là hạ xá ban thờ. Chúng ta phải làm hạ xá. Rồi sau đó chúng ta sẽ tới phần động thổ. Hạ xá xong chúng ta mới đập cái nhà cũ đó đi, và sau đó chúng ta mới làm động thổ. Còn đối với cả những cái nhà mà đang mua lại cái đất nền để mà xây thì chúng ta nhớ là chúng ta phải có làm an chấn, làm lễ an chấn. Một số nơi thì có làm lễ bồi hoàn long mạch ấy. Thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là cái buổi lễ đó mang ý nghĩa tinh thần là nhiều, chứ không có ý nghĩa phong thủy trung thái. Và cuối cùng là nếu như chúng ta có một căn nhà chúng ta không xây mà chúng ta chỉ sửa thôi, thì cái công việc sửa này chúng ta không cần phải làm động thổ. Đã gọi là sửa nhà thì không cần làm động thổ, nhưng chúng ta phải chọn ngày giờ tốt để chúng ta khởi công, đúng không nào? Làm chọn ngày giờ tốt để khởi công. Và tháng 7 này là một trong những cái tháng mà khá là tốt đấy. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tránh những cái vị trí xấu. Chúng ta cần phải tránh những vị trí xấu và chúng ta chọn những cái vị trí tốt để mà chúng ta khởi sự. Đây là còn gọi là khởi cái công việc mà sửa chữa đó. Thì tôi muốn là tất cả những cái bạn mà đang có cái công việc ở trong tháng tới, các bạn đang định làm cái công việc gì trong tháng tới, thì các bạn hãy cùng tham gia vào trong một cái group. Tôi có tạo ra một cái group Facebook ấy, tạo ra một cái nhóm Facebook ấy, để các bạn có thể tương tác nhiều ở trong đó hơn. Thì Song Vũ có thể giới thiệu lại cho tôi, để cho tất cả những bạn đang xem cái live stream này, các bạn hãy cùng tham gia vào cái group đó, để mà chúng ta sẽ cùng giải đáp được nhiều hơn. Chứ trong buổi ngày hôm nay tôi nghĩ là hơi nhiều. Thì trong cái group này thì sẽ có tất cả những cái bài đăng cũng như là hỗ trợ các anh chị về phong thủy nhà. Thì nhân đây thì em cũng xin thầy là em sẽ được vào group để tương tác cũng như là giúp đỡ các chị nhiều hơn ở trong group này. Vâng. Vâng. Thì Song Vũ từ giờ trở đi thì sẽ cùng với cả đội ngũ trợ lý sẽ trả lời các bạn những câu hỏi đơn giản, những câu hỏi mà các bạn có thể có được câu trả lời ngay. Còn đối với cả một số những cái câu trả lời mất thời gian hơn, hoặc là câu trả lời về những câu hỏi về thay đổi phong thủy nhà toàn diện ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có cái khoảng thời gian
để mà luận đoán, thì như vậy chúng ta thì sẽ các bạn trợ lý sẽ gửi cho tôi và tôi sẽ hồi đáp sau, đúng không nào? Thịnh vượng bình an là sở nguyện của rất nhiều người. Bạn thì sao? Thất nghiệp, thị phi, bị chèn ép, khó thăng tiến, hôn nhân đổ vỡ, gia đạo bất an, không giữ được tiền của, sức khỏe suy giảm, có vô vàn vấn đề xoay quanh khiến cuộc sống của bạn bế tắc. Bạn cần một ngọn đuốc dẫn lối nhưng vẫn chưa thoát ra được. Tại sao vậy? Phúc hay họa cũng từ ngôi nhà mà ra. Khi ngôi nhà phạm thế xấu, những người sống trong ngôi nhà đó dễ gặp phải tai ương, sức khỏe sa sút, vận hạn liên miên, thậm chí tán gia bại sản. Phong thủy Phùng Gia ứng dụng khoa học phong thủy chính phái vào từng công trình phong thủy nhà, từ thực địa đến online, cho hàng chục ngàn gia chủ tạo sự cải biến trọn vẹn trong mỗi bản mệnh. Trong đó, hàng ngàn công trình lớn mang giá trị vượt thời gian. Nhà thờ hội đồng họ Nguyễn ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đền Mẫu Thoải ở Long Biên, đền Bà Chúa Then ở Bắc Ninh, chùa Đông Hội và Đông Hương Tự, thiền viện của cô Lenny ở Phước Long, An Lãng Tự ở Phú Thọ, công trình âm trạch đặt mộ nguyên phó thủ tướng. Dịch vụ thiết kế phong thủy nhà giải quyết mọi vấn đề, mang đến sự cải biến lớn trong cuộc đời. Cải biến thiên mệnh, hóa giải vận hạn dựa trên năm, tháng, ngày, giờ sinh của từng gia chủ. Cân bằng địa khí, giúp hài hòa khí trường, âm dương. Nhờ đó, bạn cải thiện sức khỏe, kích hoạt quý nhân, chiêu cầu may mắn và tài lộc, cũng như tụ tài, giữ của. Chúng tôi đã trao giá trị đến hàng ngàn gia chủ và người tiếp theo là bạn. Hãy liên hệ hotline 0858 111 999, website phongthuyphungia.com, fanpage Phong Thủy Phùng Gia. Tôn chỉ cao nhất của chúng tôi, gốc sâu nhất của phong thủy là tâm, đạo cao nhất của phong thủy là hành thiện tích đức.